Chào các bạn, trong ngày hôm qua thì tôi có một bạn khách hàng ở bên Dubai cũng rất là hữu duyên. Tôi được bạn ấy sau khi theo dõi rất là nhiều những kênh TikTok như là YouTube tôi chia sẻ về các cái kiến thức liên quan đến phong thủy thì bạn cũng chọn được tư vấn. Có nghĩa là hai bạn này thì là hai bạn làm việc ở Dubai và sắp tới thì là gửi tiền về quê để cho mẹ xây nhà. Thì bạn có nhờ tôi tư vấn về cái vị trí cũng như ngày giờ động thổ cái căn nhà mới. Thì bạn hỏi, đầu tiên bạn hỏi tôi là có tư vấn online được không? Thì tôi trả lời là tư vấn được. Tôi hoàn toàn là có thể là xác định được cái ngày giờ động thổ qua online được. Thì sau đó bạn hỏi tôi là cần những cái điều kiện gì, cần những cái điều kiện gì để mà có thể là xác định được. Thì trước kia tôi đã tư vấn rất là nhiều người rồi về ngày giờ cũng như là cái vị trí động thổ. Thì tôi muốn chia sẻ thêm là trong quá trình mà chúng ta động thổ một cái căn nhà thì quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái vị trí động thổ. Đấy, chứ không phải là dân gian là chúng ta cứ động thổ ở bốn góc đúng không ạ, và ở chung cung là năm vị trí. Thì như vậy nó sẽ có cả cung tốt và cung xấu nó đang xen nhau. Đấy, nhiều khi là xấu còn nhiều hơn tốt. Đấy, vì vậy mà động thổ ấy thì quan trọng nhất là cần phải tìm được cái vị trí động thổ. Đấy, tìm được vị trí động thổ. Và ngoài ra thì bạn có hỏi tôi rằng là em mượn tuổi nào đúng không ạ? Tuổi nào để mà động thổ thì tôi đã chia sẻ trong rất là nhiều video rồi. Cái vấn đề mượn tuổi nó không quan trọng. Thậm chí là ai động thổ cũng được, chính bản thân bạn động thổ cũng được, hoặc là bạn cho máy xúc vào động thổ cũng được. Quan trọng nhất là động thổ chúng ta cần phải tìm được cái vị trí có sao tốt bay đến và chúng ta kích hoạt nó lên thì là được. Đấy, thì sau đó thì tôi hướng dẫn bạn đấy là gửi cho tôi cái vị trí. Đầu tiên là để mà có thể xác định được cái vị trí cũng như ngày giờ động thổ ấy, thì cần phải xác định được là cái vị trí mảnh đất bạn muốn xây nó ở đâu. Đấy, sau đó tôi sẽ sử dụng vệ tinh để mà tôi xác định tọa hướng cái mảnh đất của bạn ấy đang xây, đang muốn xây. Đấy, và từ đó sẽ xác định xem là cái vị trí nào là vị trí tốt. Đấy, vị trí tốt để chúng ta động thổ, chúng ta kích hoạt nó lên thì nó sẽ gặp nhiều những cái điều thuận lợi may mắn trong quá trình chúng ta thi công đúng không ạ? Bên ngoài ra thì cần phải xem ngày giờ có sao tốt bay đến là được. Có nghĩa là hoàn toàn là có thể xác định được cái vị trí động thổ online mà không cần nhất thiết là phải qua trực tiếp, không nhất thiết là phải qua thực tế. Đấy, tôi sẽ làm một cái bản hồ sơ đúng không ạ, các cái vị trí cũng như là quy trình như thế nào, đứng bày bàn bày lễ ở đâu này, cũng như là cần chuẩn bị những gì, bài văn khấn ra sao, tôi sẽ gửi lại cho bạn này để bạn có thể là động thổ một căn nhà mới xây để cho mọi quá trình nó trở nên thuận lợi. Đấy, việc xác định cái vị trí động thổ thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần xác định một vị trí thôi, một vị trí đẹp nhất, có trường khí tốt bay đến là được. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Chào tất cả mọi người.